Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mang thai hộ và mua bán mô nội tạng cơ thể người là hành vi vi phạm pháp luật. Thế nhưng, vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn bất chấp lao vào như con thiêu thân, để rồi khi đối diện với bản án của pháp luật mới nhận ra những hành vi sai trái của mình thì đã quá muộn màng. Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô nội tạng cơ thể người. Theo đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận, Trần Việt Thành, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Cạn, về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại. Khởi tố 4 bị can đối với Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam, Trần Việt Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình, Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Thời gian qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên nhóm Facebook giao mang thai hộ và tìm người mang thai hộ hiến chứng tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội xuất hiện hàng loạt bài viết liên quan đến hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng. Các đối tượng đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ nhưng không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh điều tra. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần theo từng đầu mối, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng có liên quan. Qua đó, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng gồm Trương Thị Thùy Trinh, Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành cùng thuê một căn hộ tại chung cư Nera, phường An Đông, thành phố Huế để sinh sống. Các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 đến 600 triệu đồng, hiến chứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng từ 900 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, có phạm vi hoạt động toàn quốc. Qua điều tra, cơ quan công an xác định về hoạt động mang thai hộ thì Trương Thị Thùy Trinh là đối tượng cầm đầu, có uy tín về làm thủ tục để đủ điều kiện mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Qua theo dõi, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định Trinh cùng với Trần Việt Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn quốc. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công. Người mang thai hộ đã sinh được một bé trai tại một bệnh viện ở thành phố Huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là 200 triệu đồng. Tại thời điểm phá án, lực lượng công an còn phát hiện Trinh thuê địa điểm phòng 908 C1 khu chung cư Phú Xuân, phường Phú Xuân, thành phố Huế để nuôi hai đối tượng đang mang bầu. Về hoạt động tổ chức mua bán thận, qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an phát hiện đối tượng Trần Tuấn Anh cùng Trần Việt Thành tổ chức mua bán thận tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2018, đối tượng Trần Tuấn Anh tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận, để lại số điện thoại và giao giá một quả thận giá từ 800 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng. Tuấn Anh tìm người có nhu cầu bán thận qua trung gian là Trần Việt Thành. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Tuấn Anh chi trả cho Thành từ 100 triệu đến 110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Trần Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận, trong đó có 4 ca thành công. Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng công an còn phát hiện thêm từ tháng 7 năm 2020, hai đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Ninh sống với nhau như vợ chồng tại đường Bà Triệu, thành phố Huế. Cả hai tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán ghép thận. Mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng. Trong số tiền trên, người hiến thận được nhận 450 triệu đồng. Các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, tiền phẫu thuật, nuôi ăn khoảng 450 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản, đối tượng Hà và Ninh thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công. Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hà đã môi giới cho khoảng 18 trường hợp, trong đó có 3 ca phẫu thuật ghép thận thành công. Riêng đối tượng Ninh môi giới thành công 5 ca ghép thận, Ninh hỗ trợ Hà môi giới thành công 1 trường hợp.
Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên và mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc được lực lượng đơn vị điều tra làm rõ. Thời gian qua, đã có không ít những đường dây mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người đã bị triệt phá. Các đối tượng cũng phải trả giá trước pháp luật. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Đinh Thị Bình, 30 tuổi, bị Tòa Nhân dân Hà Nội phạt 5 năm 6 tháng tù về hai tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. 6 đồng phạm bị phạt 9 tháng tù treo đến 5 năm tù gồm Dư Văn Linh, chồng của Bình, Nguyễn Bá Minh, chồng Thiện, Đinh Thị Thiện, em gái Bình, Dư Văn Giang và Dư Văn Kiên, anh chồng Bình, Lê Văn Đạo, cán bộ xét nghiệm của một bệnh viện. Theo cáo trạng xác định, đầu năm 2021, Bình đến một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội làm quen và thỏa thuận với những người có nhu cầu nhờ mang thai hộ, chi phí 650 đến 700 triệu đồng mỗi lần, cộng thêm 30 đến 50 triệu đồng nếu thay đổi. Để tuyển chọn người mang thai hộ, Bình tham gia các hội nhóm mang thai hộ trên Facebook, đăng tin tuyển người, yêu cầu từ 18 đến 33 tuổi, hứa hẹn trả 230 đến 250 triệu đồng, bao ăn ở. Tuyển được người, Bình đưa họ đến ở tại một căn hộ tại huyện Thanh Hoài. Trong quá trình những phụ nữ này nộp hồ sơ, xét nghiệm, thụ tinh, Bình nhờ chồng đưa đi. Do các bệnh viện yêu cầu thụ tinh nhân tạo phải có chứng nhận kết hôn hoặc chứng nhận độc thân kèm người hiến tinh trùng. Giai đoạn ban đầu, Bình lên mạng xã hội thuê làm giả các giấy tờ này với giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Song sau này, khi biết vợ chồng Minh Thiện, tức em gái và em rể Bình có khả năng làm giả các loại tài liệu này, Bình đã nhờ họ làm. Đến ngày thụ tinh nhân tạo, Bình đưa giấy tờ giả cho người mang thai hộ để làm thủ tục tại bệnh viện. Thụ tinh thành công, Bình lấy lại giấy tờ rồi hủy. Hai anh chồng của Bình là Giang và Kiên bị cáo buộc giúp em bằng cách đóng giả người mang thai hộ, cháo nộp tinh trùng của người hiếm muộn cho bệnh viện. Đạo, nhân viên xét nghiệm của một bệnh viện, môi giới giúp Bình thực hiện mang thai hộ. Viện kiểm sát cáo buộc từ giữa năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, nhóm của Bình đã thực hiện 8 vụ mang thai hộ, trong đó 2 phụ nữ sinh thai đơn, 2 phụ nữ sinh thai đôi, 3 người không giữ được thai và 1 người chưa kịp cấy phôi thai. Bình được cơ quan điều tra xác định hưởng lợi tổng cộng 232 triệu đồng, Đạo 15 triệu đồng, còn những bị cáo còn lại không được hưởng. Vợ chồng Minh Thiện được Bình trả tổng cộng 10 triệu đồng để làm 6 giấy chứng nhận kết hôn giả. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, xin được giảm nhẹ do phạm tội xuất phát từ mục đích giúp đỡ những người muốn có con, kết nối với những phụ nữ khó khăn, có khả năng và tình nguyện mang thai hộ. Với những người nhờ mang thai và mang thai hộ, cơ quan điều tra xét mức độ vi phạm xuất phát từ mong muốn có con và mục đích mưu sinh. Các bệnh viện liên quan làm đúng quy định khám chữa bệnh, không biết những phụ nữ này mang thai hộ, không biết các giấy tờ là giả mạo, do đó không truy cứu trách nhiệm hình sự. Để nâng cao phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm mua bán người, mua bán nội tạng người nói riêng, thời gian tới, thiết nghĩ lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan, tăng cường quản lý hành chính về an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính ban đêm tại các địa bàn trọng điểm, các tụ điểm phức tạp, không để các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Người dân phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cần nêu cao cảnh giác với những đối tượng lạ mặt làm quen kết bạn, liên lạc thông qua trang mạng xã hội và các ứng dụng chat trực tuyến. Đồng thời hết sức cảnh giác với những hội nhóm trên mạng xã hội đăng tin với nội dung cho nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến trứng, mua bán thận. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng, dễ dãi nghe theo những lời dụ dỗ đường mật, không vội nhận lời đi chơi xa, đi du lịch, đi ăn uống với những người mới quen qua mạng khi chưa có đủ thông tin của người đó. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, bất thường thì tìm chỗ đông người, hô hoán hoặc tìm sự giúp đỡ của những người khác. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.